Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cân bằng tải một đường Internet PPPoE và một đường Internet sử dụng IPLAN trên router Mikrotik phiên bản router OS 7 chấm trở lên nhé. Mình sử dụng một mô hình mạng đơn giản gồm một mạng LAN bên dưới sử dụng dải IP 10.0.0.0/24. Mô hình này sẽ có hai đường WAN. Đường WAN 1 kết nối vào cổng 1 của router. Đường này là một đường FTTH nên mình sẽ quay PPPoE trên Mikrotik. Đường WAN 2 kết nối vào cổng 2 của router. Đường này đang sử dụng IPLAN. Các bạn sẽ gặp trường hợp này khi modem nhà mạng không brick được hoặc các bạn sử dụng thêm một đường mạng lấy từ một router ở nơi khác. Khi đó, chúng ta có thể cấu hình cân bằng tải đường PPPoE và đường LAN này để cộng gộp băng thông hai đường WAN. Cách cấu hình cân bằng tải một đường PPPoE và một đường LAN thì cũng giống như cách cấu hình với hai đường PPPoE, chỉ khác nhau ở phần root thôi. Các bạn cũng có thể sử dụng lệnh để cấu hình cho nhanh. Tuy nhiên, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình trên Winbox. Ở phần cuối video thì mình sẽ so sánh sự khác biệt giữa hai trường hợp. Nếu các bạn muốn sử dụng lệnh cho nhanh thì chỉ cần sửa phần đó là được. Trên Mikrotik thì hiện tại mình đã cấu hình các tính năng cơ bản, router đã quay được PPPoE. Các cấu hình liên quan đến IP, NAT, DHCP, Default Route thì các bạn cấu hình như bình thường, không có gì khác biệt. Cổng 2 chúng ta sẽ đặt IP tĩnh theo quy hoạch. Và trỏ Default Route ra IP Gateway của đường LAN đó. Chúng ta cũng cần hai NAT root cho cả hai đường WAN này. Mình sẽ bắt đầu từ bước cấu hình cân bằng tải nhé. Cấu hình cân bằng tải thì cũng tương tự như với hai đường PPPoE. Lệnh thì vẫn tương tự như trong bài viết này. Trên bản 7 thì chúng ta sẽ phải tạo hai bảng định tuyến trước. Các bạn vào menu Routing, Table, nhấn dấu cộng để tạo. Mình sẽ tạo hai routing table là DRAWAN 1 và DRAWAN 2. Tích vào FIP. Tiếp theo các bạn vào menu IP, Firewall. Chuyển sang tab Mango, nhấn dấu cộng để tạo. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo hai Mango rule để đánh dấu toàn bộ các kết nối từ ngoài Internet vào. Trên chọn Pre-Routing, In Interface chọn cổng WAN, mình sẽ tạo cho cổng PPPoE trước. Connection Mask chọn No Mask. Chuyển sang tab Action. Chọn Action là Mark Connection. Ô New Connection Mark mình sẽ đặt là vào WAN 1 tương tự như lệnh này. Nghĩa là ở đây với dữ liệu đi vào qua đường PPPoE thì mình sẽ đánh dấu là vào WAN 1. Các bạn có thể đặt tên là vào PPPoE cho dễ phân biệt cũng được. Mình đặt theo lệnh này để bạn nào dùng lệnh thì copy cho nhanh. Tương tự, mình sẽ tạo một rule cho đường WAN 2 sử dụng IPLAN. In Interface chọn cổng Ether 2 là cổng đang kết nối đến modem. Các bạn sẽ chọn theo đúng mô hình kết nối của mình. Connection Mask mình sẽ đặt là vào WAN 2. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo hai Mango rule để chia đều kết nối ra hai đường Internet theo hai lệnh này. Các bạn nhấn dấu cộng để tạo. Trên là Pre-Routing. In Interface chọn cổng LAN.
trong mô hình của mình là Brickland. Correction Mark chọn No Mark. Chuyển sang tab Advanced. Nhấn vào Per Connection Classifier. Chọn Bow Address and Port. Ở đây chúng ta có hai đường WAN nên thông số cổng WAN đầu tiên sẽ là 2.0. Chuyển sang tab Extra. Nhấn vào Dead Address Type, chọn Local. Và nhấn vào ô checkbox phía trên, các bạn thấy dấu chấm than là OK. Chuyển sang tab Action. Chọn Action là Mark Connection. Mình sẽ đặt tên là PATH1 tương tự như trong bảng lệnh này. Tương tự, mình sẽ tạo thêm một rule nữa cho đường WAN khác. Rule thứ hai thì sẽ là 2.1. Name mình sẽ đặt là PATH2. Sau khi đánh dấu xong thì chúng ta sẽ tạo 4 mango rule để chỉ đường cho 4 đánh dấu này. Lệnh thì tương tự như đoạn này. Đầu tiên mình sẽ chỉ cho PATH1 chúng ta vừa tạo. Trên là pre-routing. In interface chọn Brickland. Connection mark chọn PATH1. Chuyển sang tab Action. Action chọn Mark Routing. New Routing Mark chọn Routing Table là DigiOne1 mà chúng ta đã tạo. Với bản 6.x thì các bạn sẽ gõ tên ở đây, còn bản 7.x thì chúng ta sẽ phải tạo trước, chỉ khác nhau phần này thôi. Tương tự mình sẽ tạo cho PATH2. Connection Mark chọn PATH2. Routing Mark chọn DigiOne2. Rule tiếp theo thì trên sẽ là Output. Connection Mark chọn vào 1.1. Chuyển sang tab Action. Chọn Action là Mark Routing. Routing Mark sẽ là DigiOne1. Các bạn lưu ý phần này nhé. Connection Mark là vào 1.1 thì đi ra cũng phải là 1.1 nhé. Tương tự cho 1.2. 1.2 sẽ là vào 1.2. Và đi ra 1.2. Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo hai default route cho các routing mark đã tạo tương tự hai lệnh này. Các bạn vào menu IP, route, nhấn dấu cộng để tạo mới. Default route thì dead sẽ là 0.0.0.0.0. Mình sẽ tạo cho đường PPPoE trước nên gateway mình sẽ nhập tên cổng PPPoE. Routing Table chọn đi ra 1.1. Các bạn lưu ý chọn đúng Routing Table nhé. Ở trên mình đánh dấu cổng WAN PPPoE là vào 1.1, nên Routing Table ở đây sẽ phải là đi ra 1.1. Tương tự với đường 1.2 sử dụng IP LAN. Vì đây là đường LAN nên gateway các bạn sẽ nhập IP gateway nhé, không sử dụng interface. Chúng ta chỉ sử dụng interface khi quay PPPoE thôi. Routing table chọn đi ra 1.2. Sự khác biệt trong trường hợp hai đường PPPoE và trường hợp một đường PPPoE, một đường LAN chỉ ở phần route này.
Với lệnh thì các bạn thay phần tên cổng PPPoE này bằng IP là được, còn lại thì giống hệt, nên các bạn có thể copy lệnh này rồi sửa các thông số như hướng dẫn. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong. Để check xem cấu hình có hoạt động không thì có nhiều cách. Đơn giản nhất là các bạn vào menu Interface, Traffic có trên cả hai cổng WAN là được. Các bạn cũng có thể sử dụng Speed Test. Mình sẽ test từng đường WAN trước. Đầu tiên mình sẽ tắt đường WAN sử dụng IPLAN đi để test băng thông đường PPPoE. Đường PPPoE của mình được khoảng 90 mê. Mình sẽ bật lại đường WAN 2 và tắt cổng PPPoE đi để test. Đường WAN sử dụng IPLAN của mình được khoảng hơn 40 mê. Các bạn đừng quan tâm đến thông số upload nhé, vì mình đang dùng đường này là 4G để làm hướng dẫn thôi. Bây giờ mình sẽ bật cả hai WAN lên để test. Các bạn có thể thấy băng thông lúc này sẽ bằng tổng băng thông của hai đường WAN cộng lại. Như vậy là chúng ta đã cấu hình cộng gộp băng thông thành công, và khi một đường WAN bị lỗi thì mạng vẫn hoạt động bình thường. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình cân bằng tải một đường PPPoE và một đường mạng sử dụng IPLAN. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.